Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cách nấu trân châu đường đen thơm mềm dẻo cả ngày nhé, mà không bị cứng. Để làm được món này thì đầu tiên em sẽ có là trân châu đen này và đường đen của Hàn Quốc. Đầu tiên thì mọi người cần chuẩn bị cho em là 3 lít nước sôi ạ. Với 3 lít nước ấy thì em sẽ nấu cùng 500g trân châu ạ. Mọi người đun sôi nước lên thì sau đấy chúng ta thả trân châu vào nhé. Khi trân châu mới thả vào thì chúng ta đảo đều để trân châu không dính vào nhau. Sau đấy chúng ta sẽ đậy vung và luộc trân châu trong vòng 30 phút nhé. Cứ 3 đến 5 phút chúng ta sẽ mở vung đảo một lần để trân châu không dính vào nhau. Sau khi luộc 30 phút chúng ta tắt bếp ủ tiếp thêm trên bếp là 30 đến 40 phút. Về nấu đường đen, ở đây em sẽ có 500g đường đen, nấu cùng 250ml nước lọc. Đường đen chúng ta sẽ nấu sôi và tắt bếp để nguội. Đảo đều tay cho đường đen tan hết. Đây là phần đường đen của em nhé. Trân châu sau khi ủ xong thì mọi người sẽ rửa sạch với nước để dốc nước. Mọi người nhé, trân châu của em đã rửa sạch và dốc nước rồi. Sau đấy chúng ta sẽ cho vào đường đen. Chúng ta sẽ cho đường đen ngâm cùng đường đen nhé. Với trân châu này thì chúng ta sẽ bảo quản ở nhiệt độ phòng, không cho vào trong tủ lạnh mọi người nhé. Và sử dụng trong ngày ạ. Qua ngày thì trân châu sẽ bị cứng. Trong ngày chúng ta không ăn hết thì chúng ta sẽ đổ đi nhé. Như vậy là em đã được một bát trân châu đường đen rất là ngon và thơm.